Xin chào mừng toàn thể cô chú anh chị đã trở lại với ô tô cũ Sài Gòn. Ngày hôm nay thì Khánh về cho anh chị thêm một chiếc xe nhỏ gọn, số tự động của Toyota. Đây là Toyota Wigo 2021, xe lăn bánh mới có 21.000 cây số anh chị. Mẫu xe nhỏ gọn nè, tiết kiệm nhiên liệu nè và nhập khẩu nha. Còn xe này thì một chủ từ đầu mới lăn bánh được có 21.000 cây số. Chủ xe đổi xe, bán chiếc xe này để lên mua một chiếc xe Toyota Raize mới bên Khánh. Đó. Mua xe chính hãng thì anh chị yên tâm, chiếc xe này thì Khánh tự tin đảm bảo với anh chị luôn là không có đâm đụng ngập nước gì hết nha. Nước sơn là gần như zin cả xe luôn, anh chị thấy không, nó mới tinh nè. Xe Khánh mới lấy về chưa dọn rửa gì hết luôn á, là quay liền cho anh chị coi nè. Đó, con xe này á thì nó tiêu hao nhiên liệu thì tầm khoảng 3-4 lít gì anh chị, 4,5 lít. Nó tại nó máy nó cũng .2 hộp số tự động. Thì anh chị mua mấy con này á, mình về bổ túc ta lái nè, hoặc là mình đưa đón con cái đi học, hoặc là để mấy chị đi chợ búa thì rất là hợp lý luôn nha. Đèn là đèn zin, đèn láng con luôn, không có một chỗ nào bị xước hay là bị trầy luôn anh chị. Đó, mua mấy con này anh chị đi là vừa tiết kiệm nè, vậy rẻ, chi phí vận hành nó rẻ mà cái tiền bảo dưỡng nó cũng rẻ nữa. Đó, đăng kiểm còn tới tháng 10 2025 luôn. Đó, xe nhập khẩu máy 1.2 hộp số tự động, đi Vivo luôn anh chị. Con này thì anh chị trả trước thì tầm khoảng 150 thôi, cái số còn lại mình vay, số còn lại mình vay khoảng 200 thì anh chị trả trong vòng khoảng 5 năm, em độ chừng tháng anh chị trả khoảng 4-5 triệu gì à. Luôn mấy con này anh chị mua về đi dịch vụ cũng ngon nữa, chạy dịch vụ cho thuê, chạy ráp là rất là hợp lý luôn á. Nó tiết kiệm nhiên liệu khủng khiếp lắm anh chị. Màn hình zin heo xe, có dàn lạnh tự động cho anh chị nữa nè. Đó, nói chung đây là một chiếc xe đẹp và phần nội thất bên trong giữ kỹ. Chủ xe bọc lại ghế da cho anh chị đây nè, ghế zin của nó là ghế nỉ nha anh chị, chưa phải là da, nhưng mà chủ xe bọc lại da đen đỏ ha. Đây tem sản xuất nè, sản xuất 2021, nhập khẩu Indo, cốp và hùng xăng ở đằng sau, bọc simili lót sàn lại rồi nè, ghế vẫn còn chỉnh cơ. Đó, sàn nè, Khánh quay cái gầm cho anh chị coi, dẫn động cầu trước mà cái bô ống bô nó mới tinh luôn anh chị, anh chị thấy không? Đó, nhìn là biết cái xe đi gia đình mà không có lọ nước rồi. Cái gầm nó sáng trưng à, cái gầm nó mới dữ lắm luôn á. Mua mấy xe này về anh chị không có tiếc. Vỏ bọng thì đúng đá theo xe, từng thứ năm 2021 nha. Xe đăng ký 2021, sản xuất 2021 luôn. Đấy, đây là mấy ghế sau nè, bằng ghế sau sạch sẽ tươm tất, quá đẹp luôn. Đó, mấy con xe này được cái là anh chị nhà đi 4 người cũng tự tiện nữa, tại vì nó không có hao xăng mà ngồi nó cũng rộng rãi. Được biển cái là một cái nhược điểm của nó là nó nhẹ quá đi anh chị, ví dụ mình chạy thì mình có cảm giác là nó hơi bồng bềnh cái xe tí xíu thôi, tại vì xe cỡ nhỏ mà anh chị, nó cùng phân khúc cùng tầm giá với Kia Morning nè. Đó, nhưng mà theo Khánh đánh giá thì nó cái độ bền của nó sẽ rất là tốt, tại vì nếu anh chị đi xe Toyota nhiều, anh chị cũng đã biết rồi, về độ bền hay là mua về mục đích kinh doanh thì Toyota chắc cũng không ai qua nổi đâu, nó bền dữ lắm. Một vài hình ảnh sơ lược về cái nội thất cho anh chị coi ha. Cái Toyota Wigo á, cái phần gối đầu á anh chị, nó liền với nhau nha, nó không có rời như mấy xe khác, nó liền nguyên một cục luôn. Đó, nhìn nó hơi cục mịch cái đầu tí xíu, nhưng mà được cái là nó tiện, con này nó cũng sạch sẽ nên chị coi không bị dơ, không bị xước gì hết, sạch dữ lắm luôn. Chủ xe giữ kỹ, Khánh thích quay mấy xe này lắm, tại vì nó rẻ anh chị, tầm giá khoảng 150 là anh chị mua được chiếc xe rồi, rẻ như chiếc xe SH luôn, mà mua được chiếc xe hơi che mưa che nắng đi ngon. Rồi, đây là Toyota Wigo, một vài hình ảnh sơ lược về em nó nha. 2021 lăn bánh 21.000 cây số, nhập khẩu Indo, xe hộp số tự động nha anh chị, một đề chủ và xe còn rất đẹp luôn, chỉ với 350 tại Toyota Tân Cảng. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm về chiếc xe này nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau.